cưng xỉu chú chó đi chợ hộ mẹ cần biết trả giá khi mua hàng. Chiều hôm nay mẹ dặn đi mua 1 ký quýt, nên chú chó nhà ta cắp giỏ chạy thẳng một mạch ra chợ. Sau khi chọn được loại quýt ngon, em liền nhờ cô bán quýt lấy hộ. Lúc nhận được quýt và trả tiền rồi, cứ tưởng em nó sẽ quay rít đi về. Nhưng không đâu mọi người ạ, với kinh nghiệm đi chợ 2 năm của mình thì nhiêu đó quýt với số tiền bỏ ra là quá ít. Em nó liền mặc cả thêm vài quả với bà cô chủ sạp liền. Thấy khách ruột mặc cả nên thôi cô chủ sạp cho anh bạn 4 chân thêm một quả rõ to. Ấy vậy mà chiếc chó này vẫn chưa hài lòng, đòi thêm nữa cơ. Nhưng cho thêm thì lỗ mất nên cô bán quýt không đồng ý. Mọi người cứ tưởng em nó bị từ chối là bỏ cuộc nha. Em đứng suy nghĩ một hồi, rồi tự tiện cắp thêm một trái to nữa, bỏ vào giỏ, rồi ngoảnh đít chạy luôn. Chuyến này có người bị mắng vốn rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.